cháu biết là chú tên là gì và địa chỉ ở đây như thế nào? Tôi ở đây tên thường gọi là người ta kêu tôi là Hai Việt. Làm ruộng ở đây có cái là cái phân con lười này á, thì sau khi mình theo dõi trên mạng á, mà coi như ở Cần Thơ với Cà Mau người ta làm nhiều, thì người ta rải như vậy thì mình mới tham khảo là coi, rồi mình mới điện lên công ty để hỏi coi rải cách thức rải thế nào. Coi như cho rải thì một mẫu như vậy là một công là 40 kg, công 1000 m2 á. Thì chú cách bón của chú là như thế nào? Cách bón thì bón lần đầu tiên mình đã lúa cấy á, thì coi như là mình có lót cái phân urea trước khoảng 30 kg trên 1 hecta. Sau 5 ngày sau bắt đầu rải phân con lười, rải là 25 kg cho một công là coi như 250 kg là một hecta. Rồi tới là coi như này là mình rải là 34 đến 35 ngày, là mình rải lần hai là 15 kg nữa, là coi như là một mẫu mình rải là 150 kg. Thấy cái hiệu quả của cái cây lúa là nó cứng, nó cứng rồi nó không có ít có lợp lá, và cái tép lúa thì thấy hình như nó nở nhiều hơn, và với lại là coi như là nó rất là đồng đều cái tép lúa. Thế chú thấy là khi mà bón phân con lười này thì so với phân đơn ấy, thì phân đơn thì bón mấy lần để mà lúa cấy, mà thì phân con lười này bón mấy cái lần? Cái này thì theo như là mình tính luôn cái rải phân con lười này, tính luôn cái lót á, là cái lúa cấy này là mình rải chạy như là hai lần phân con lười, một lần lót trước cũng như là cái còn so với cái lúa xạ thì với phân đơn thì nếu mà mỗi năm chú cấy thì phải bón mấy lần? Phân đơn nếu mà coi như cái vụ vụ này, vụ hè thu này á, thì theo như rải á, là coi như là luôn cái rước hột á, là tới 5 lần. Một lần lót nè, với là một lần 8 ngày 10 ngày, một lần 20 đến 22 ngày, một lần đón đồng, một lần rước hột nữa là 5 lần. Mà so với cái giá thành của cái phân á, thì so như năm nay á, thì cái giá thành của phân á, thì coi như là cái phân con lười với lại cái phân đơn kia á, coi như tính cái giá thì coi như nó ngang ngửa nha, tương đương nha. Nó tương đương, nhưng mà có cái phân con lười thì nhẹ được một lần hai lần rải. Thế còn về cái sâu bệnh thì bón phân con lười này nó có đỡ hơn cái sâu quá thì kể như là hình như thấy là hình như là nó như không có. Vì cái lá nó dày nè, cây nó cứng thì coi như lá dày thì cây cứng này, cây cứng. Cái này chúng ta đặt xuống này nó lại bật dậy. Đây. Cái lúa vẫn nở. Vâng. Đây bụi lúa vẫn nở đây. Tép vẫn đồng đều. Đây lúa cây đây, có dùng bụi lên được không chú? Được, nhổ bụi lên nhá. Nó nổi thôi. Nha, chặt à, sợ là chết quá. Thì chó phân con lười là coi như nhổ không có nổi. Ông là cũng may là ngày trước là cũng có chút tập luyện thì cái này nó cứng, này nó dễ to rồi, cái dễ này nó to mà rễ sâu, cứng quá. Tôi thấy cái cây lúa nó cứng nè, tôi thấy nó đẻ nhánh có tốt không? Được, coi như đẻ nhánh cũng tương đối không thua cái phần đơn. Không phần đơn đúng không? Đẻ nhánh không thua, thua đâu. Cây. Tôi thấy cái màu lá của nó khác màu lá của phân đơn không? Coi như cái màu lá của coi như là cái phân này là coi như nó xanh, cái xanh làm như là xanh trắng chứ không phải là xanh đậm đen như cái nó xanh vàng. Xanh vàng. Mà cái lá, cái lá chú sờ vào cái lá chú thấy nó cái lá dày, dày lá. Dày, dày dày hình như là muốn gấp đôi người ta. Đây là cái lá nó dày và bây giờ nó có đồng ở đây. Đồng nứt lên này, nứt nành này. Đó, thế là cái gốc này nó ít cái lá ủ không chú? Ít. Ít lá ủ. Nhưng mà cái bây giờ là rất là cứng. Cứng. Bẹ cứng, bẹ rất cứng. Bẹ dày luôn. Dày luôn. Bẹ dày rất cứng. Ống dày hơn người ta. Cứng dày hơn, chắc. Ống dày hơn. Đó. Cứng. Đó. Về
mình tách ra là mình thấy cái ống này nó dày. Dày hơn nhiều. Còn nếu bón phân hoặc thì ống này nó mỏng. Mỏng. Đây, nó dày như này. Cái vụ này là chú sử dụng phân con lười cho bao nhiêu mẫu lúa của nhà mình? Mình hết ráo là coi như là mình phần mình riêng của mình á. Vâng. Thì mình rải là 5 mẫu rưỡi. 5 mẫu rưỡi là 5 hecta rưỡi đấy. Ừ, 5 hecta rưỡi, còn con mình rải là 4 hecta nữa. Đây là 9 hecta rưỡi. Ừ, 9 hecta rưỡi. Sử dụng phân con lười hết.